Xin chào, mình là anh Tú. Ngày hôm nay hãy cùng theo chân mình khám phá về quy trình làm răng sứ tại hệ thống y tế Thu Cúc nhé. Làm bartender nên mình cần phải giao tiếp với khách hàng nhiều. Chính vì vậy, cứ là phải tốt tát bộ răng lại mới tự tin được. Răng mình thì xỉn màu với cả trước mình mới bị gãy mất một chiếc răng ấy. Tới đây thì bác sĩ tư vấn cho mình có thể thực hiện bọc sứ. Theo như những gì được bác sĩ chia sẻ, thì trước khi bọc mình sẽ cần mài một lớp quanh răng từ 0,6 tới 1,2mm, đảm bảo bảo tồn tối đa răng gốc, nên mình cũng yên tâm. Phương pháp này vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến răng thật mà lại còn nhanh có răng đẹp, nên mình chốt luôn. Ngày hôm nay mình đến là có thể bọc sứ ngay rồi. Đây chính là răng sứ chế tác theo khuôn răng mình. Kể ra cũng nhanh thật, mới có 2 hôm mà đã có răng mới để dán rồi. Nam tử hán đại trượng phu cơ. Mà hôm trước qua mài răng là mình cũng cứ lo lo. Ấy thế mà các bác sĩ ở đây làm nhẹ nhàng lắm, chẳng thấy khó chịu gì cả. Rồi thì dán răng thôi. Ten ten. Đấy, có được bộ răng đẹp thế này mà chỉ mất có 2-3 ngày. Thật đáng đồng tiền bất gạo. Tò mò quá là mình phải soi soi xem răng mới trông như thế nào. Góc này, góc này, góc này nữa. Cứ tưởng xong là về thôi. Cơ mà bác sĩ còn dặn dò mình cách chăm sóc và kiểm tra định kỳ kỹ lắm. Đấy, đúng là ở Thu Cúc được chăm sóc tứ chân răng là có thật nha các bác. Có bộ răng mới là kiểu gì mình cũng hớn hở cả ngày cho xem. Chào các bác nhá.